Operate. De clase, ok. Đang nhập lại. Điều ấy. Bây giờ cái đây giới hạn công suất không? Đi cái nào? Bây giờ cái đây giới hạn công suất tới cái 6 mm cái gì? Có đây giới hạn không? Nó 7 mm. Đây giới hạn 7 mm. 7 mm đó, limit bao giờ em thấy 7.000 đó. Đó, đó đó. Mình lại coi. Đây giới hạn 7 mm. Đã nhập rồi. Đang 7.000 kìa. Nó chỉ chạy gần đến 7 mét thôi. Dạ vâng, thì nó giới hạn rồi. Giới hạn công suất ở 7.000 này. Rồi giờ anh hỏi có vấn đề, giờ bên anh vận hành đi, xem là nếu mà có câu hỏi gì thì hỏi. Bây giờ mình tắt nó có mất cái đang giới hạn không? Cái nào? Bây giờ mình chuyển qua quick control mode, mình chuyển qua off á. Sao? Không, cái giới hạn này nó đã đặt rồi, còn ví dụ mà anh chuyển về bằng không ấy thì nó vẫn cái đó đúng không? Dạ. Giới hạn tức là giới em hạn. Đặt 7 là nó lên đến 7 thôi, lên 8 rồi, nhưng mà ý là nó bây giờ anh off mà cái chế độ đó không, ý off có nghĩa là giờ anh không có thay, không có được điều khiển thay đổi cái giá trị đấy nữa. Ừ. Nhưng mà nó mình đã cài đặt sẵn ở đấy rồi là nó không sẽ không thay đổi ở đấy nữa rồi. Anh nghĩa thử điều khiển điện áp đặt mode đặt giá trị giá bên đây nó hiện như vậy. Rồi một lần thôi nên anh giờ đó anh có thể điều khiển lắm. Ví dụ lên 231 đi. 231 em coi bên kia nó lên nè. Nhưng mà hỏi thằng ấy giờ tăng được không? Bao nhiêu? 230, nó đang 230. 230 á. Em nhá. Yes. Now we take a chance. Yes. Okay, chance. Loco. 230 được rồi. Nó đang làm gì? Ok, enter. Ok, ok. Coi bên kia áp nó lên rồi. Nó đang 230. Nó phát quy nó lên luôn. Bên này đang 230. Cái bọn nó biệt chứ. Nó sẽ số. Tại vì nó thay đổi nhiều lắm. Lên 232. Lên cái bọn này. Hay quy 9.5 gì đó. Quy nó lên rồi đúng không? Quy nó lên vào. Ok. Thì nó tăng áp thì nó phải bơm quy lên. Actually, if grid voltage is very strong, we cannot change. Yeah, it just okay. It is depending on the grid side. Yeah. If grid is very strong, we cannot change the voltage maximum. Yeah, only 0.5%, even sometimes we cannot change 0.1 also. If the grid is not that much strong, we can lưới có nghĩa là lưới nó cao hơn, âm tiết nó nhỏ hơn. Lưới nó cao quá là mình không có thay đổi được. Vậy thì nó hút quy này. Cho anh em vào ấy điều chỉnh. 22 đó, giờ bên mình sẽ có thể vận hành thử rồi có gì có câu hỏi gì thì hỏi Suret đang ở đây thì hỏi luôn. Cái cái bộ đấy là cái gì màu cái này có ở phía dưới. Phía đây. Đây là mình thay đổi anh này, ví dụ thay đổi đúng không? Anh bật đây thì anh có thể thay đổi được tần số. Free response. Đây không có thay đổi tần số ở đây. Mình không có sử dụng cái thay đổi tần số. Thì lúc đó không xài được đúng không? Cái trên là enable là đang áp dụng đúng không anh? Đúng rồi, enable là đang áp dụng. Mình bỏ cái đó là mới tắt cái hiện cái này đúng không? Không, ý là nó giới hạn được cái đây là điều khiển là có thể thay đổi được không? Hiện tại cái giá trị này là giá trị xác định này. Ừ. Còn ví dụ anh tắt cái này đi đúng không? Đúng rồi. Là giờ mình không được thay đổi. Mình không thay đổi, còn giá trị này là giá trị nó đang set rồi, nó giữ nguyên set ở đây. Ví dụ mình bỏ cái set này đi. Ví dụ mình để không xuống được không? Dạ. Bỏ set đã được không? Bên đó nhé. Đó, giờ anh tắt đi. Vậy cho nên mình enable đó nghĩa là mình không điều chỉnh được dưới đây luôn. Đúng rồi. Anh ví dụ anh muốn điều khiển này đúng không? Điều khiển này đúng không? Anh phải enable lên. Rồi giờ anh điều khiển. Rồi đó, giờ ba cái áp dụng này. Chế độ local này là mình tự điều khiển đây này. Enable cái này lên này là mình có điều khiển giới hạn công suất này. Mình phải enable lên là mình có những enable đồng ý hoặc disable là không đồng ý. Không đồng ý thay đổi giới hạn công suất. Rồi ba cái. Mình disable giờ mình có thể thay đổi được cái giá trị limit này. Mình disable là mình thay đổi cái này nó không được không? Không, đúng rồi. Disable là anh không thể thay đổi được cái này. Anh không thể thay đổi được. Anh phải thỏa mãn ba điều kiện.
Điều kiện đầu tiên là local, right. Điều kiện thứ hai là enable, điều kiện thứ ba là local, phải thỏa mãn đủ ba điều kiện. Thằng nó lúc nào có để enable đúng không? Thì tùy anh, vâng đúng không? I will say that. No, Quy nó thay đổi. Có cái gì nó không nó thử nhiễm được không? Cái quy nó đi rồi setup nó lên 5000 lại. Giờ đang đi ở đâu nó. No disable if you disable. Yes, let sound sound. Yes. Set your code free but you cannot change. Không giờ mình thử không có tiếng âm với tiếng nào. Không không thể thay đổi được. Ok. Yes. No. Okay. Now we can change. Enable. Okay, giờ về lại đi. Giờ nó chỉ dưới 7000. Luôn luôn dưới 7000. Mình phải thỏa mãn đủ điều kiện của nó thì nó mới hoạt động được, còn không ví dụ 2 trên 3 điều kiện thì remote không cũng vậy đâu đúng không? Dạ vâng đúng rồi, ví dụ remote thì anh cũng phải đủ điều kiện, phải đủ 3 điều kiện thì bên EVN người ta mới điều khiển được cái công suất nhập của nhà máy mình. Rồi để xét okay. cái code fee cái. Dạ ba 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 ba. Ok. Fee 1 rồi mà. Bắt local là đây local anh local. Là một sáng đi quay nó sẽ về âm 0.95 mà cái này nó sẽ giảm đúng rồi đó có phi âm á. I will share you the document from annual to Tobisasan name. So Tobisasan will give to them. Document of function document. Quy tăng mà. Quy tăng mà. Nhớ hỏi bình thường này. Máy mình cái đó. Này phải để disable đúng không? Không để mình, đây là đây là nhà nhà mình. Máy của mình là sẽ điều khiển bởi EVN nên mình để chế độ remote để em thường là cái này là điều khiển về EVN hết, mình không có động vào mấy cái này đâu. Mấy cái này là điều khiển khi mà xong quá trình COD ấy là EVN họ sẽ điều khiển hết mấy cái này. Mình sẽ để remote hết để họ cho họ, ví dụ mà nhà máy mình mà không cấm công suất thì người ta sẽ bỏ, người ta sẽ để thả ra. Còn mà bị giới hạn công suất thì EVN người ta sẽ giới hạn. Nhập cái này vào nhỉ? Thì đúng rồi, hầu như là PVC thì EVN người ta quản lý hết, người ta quản lý người ta ấy thôi, người ta xét thôi chứ còn hầu nhà máy thì ít khi mà tự xét, tại vì cái giá trị công suất này mình lúc nào muốn chạy mắc công suất nhưng mà lưới phải phụ thuộc vào lưới rồi kiểu nữa nên là EVN nó sẽ xét mấy cái đấy. Thật ra không thay đổi là tại vì nó đang ở để remote, mình phải chuyển qua local thì mình phải thay đổi đi. Đâu có. Rồi giờ anh mới điều khiển được. You can directly enter, no need to clear. Directly they can enter. Yes. Bài nhập máy cũng được. Đâu nhận xem cái chỗ ở đây là gì? Vâng. Nếu kiểu trong giới hạn này. Dạ vâng. Directly they can enter. Yes. Anh vào là anh có thể tự nhập số mới là nó tự. Mình tăng quy lên thì điện áp nó sẽ tăng lên đúng không? Ok. Anh enter đi. Ok. Rồi anh qua bên set point meter. Enter đang con này. Nâng quy. Điện áp tăng này. Đó. Tăng quy điện áp tăng. Để coi.
Phát huy. Những cái chiều đây nó khác, cái chiều này nó tính theo if they generate, grid voltage will increase. Yeah, it increase. If, yes. If they absorb, grid voltage will decrease. Yes, and they know. Oh. Quy mốt hả? 8.000 từ cái này là dựa vào cái nào ta? Quy. Không mê mình tự xét thôi. Mình nó trong nằm trong giới hạn này anh này. Nằm trong giới hạn này. Yes, limit, limit, max, maximum. Nằm trong giới hạn đấy anh có thể thay đổi tùy mình. Mình có thể thay đổi để phù hợp. À, thì anh cứ thay đổi tùy thì anh thay đổi tùy đi kinh đáng liền bao số là khi khi mà mới vô anh cứ bấm cái số anh muốn là không cần phải xóa nữa là nó tự đè lên là một là nó đè enter xóa hết đi rồi cho một vô ok set point coi như được không muốn muốn theo dõi thì đây 0.91 đây mấy thằng kia mình set rồi mình chỉnh chế độ là mấy thằng kia đâu có bị đâu đúng không? Nha. Ví dụ đó thằng Quy đang 8.000 mà mình chỉnh qua 3F rồi thì thằng cũng đâu ảnh hưởng gì Quy. Xóa được ta. Vâng. Nó chỉ học xong mới luôn. Ở này 3F thì nó chỉ biết xóa là được rồi. Dạ vâng đúng rồi. Em đây nó có từng chế độ nó từng chỉnh từng cái một. Chỗ này mình chỉnh qua Quy lại bắt đầu nó đẩy thằng Quy lên. Dạ vâng đúng rồi. Thì cái PF và cái ba cái chức năng đấy chuyển đổi thì nó có thể chỉnh đồng thời với lại T hoặc một cái T hoặc ví dụ như mà chỉnh Quy tới ngày mà chỉ qua chế độ khác thì Quy nó không giữ gì luôn không? Có chứ, cái giá trị đây là ví dụ cái giá trị của anh này này đúng không? Giá trị của anh này nó đang giữ ở đây này. Anh nó vận hành theo Quy tới ngày luôn hả? Vâng, nó cứ vận hành ở cái giá trị đấy chứ anh. Nó luôn luôn vận hành giá trị đấy. Ví dụ giờ anh muốn nhá. Trên đây Quy không chấm không mấy mà. Đây là this stress for if they want to change this it affect when they change for another mode no if no it will not affect if not affect on only affect when they set if they change to this EVR mode if they change this only it will change voltage. So if they want to, if voltage, if you want to change active power, we have to either decrease or we have to increase. So only we can control P and Q only. With the help of Q only, we will control power factor and voltage. So anyway, inverter will automatically, if you give the voltage command, inverter will automatically control the Q only. Yes, okay. Một cái. Đúng rồi. Cái thôi. Khi mà anh điều khiển cái kia ấy, thì cái inverter ở trong inverter là nó tự điều khiển cái phần đúng rồi. There is no separate control. Only Q control and P control. If you give the voltage command also, it will control Q only. Okay. Đúng rồi, không ảnh hưởng, nó không ảnh hưởng cái giá trị đấy mà nó bị đẩy đẩy đi. Cái giá trị B ấy, giá chỉ nguyên cái giá trị B ấy là nó giữ nguyên. Trong tất cả mọi cái. Giá trị bao limit này nó luôn giữ nguyên này, còn mấy cái giá trị khác thì anh chỉnh đi ấy thì nó tự điều khiển ở trong cái inverter, nó tự điều chỉnh cái đấy. Internally là logic is mình sẽ chọn AVR thì cái thằng Quy nó sẽ thay đổi để theo cái điện áp đấy. Dạ, đúng rồi. Chứ nó không có để cái giá trị như đi, nó không ảnh hưởng cái giá trị như đi. Nó thằng Quy nó sẽ tự điều khiển một trong ba. Chọn cái mode Q này thì cái áp kia nó lại thay đổi để đúng rồi, đáp ứng đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, giá trị đúng rồi, Q đúng rồi, mình chọn đúng rồi. Hai giá trị kia nó sẽ tự thay đổi để phù hợp với lại cái giá trị mà anh đang đặt, anh đang yêu cầu bây giờ. Còn giá trị B thì luôn nó cố định như nữa đâu. Mình xét. Dạ vâng. Mình bán B mà mình xem cái kia nó thay đổi B của mình sẽ được. Dạ vâng. Đây anh còn thank you. Thank you. Thank you.
mình đang set 8000 rồi. Thì mình chuyển qua thằng BX thì thằng Quy còn xài nữa không? Không. Thì không xài nữa thì khỏi là chắc đó. Set thằng BX thôi, còn Quy hiện tại chứ nghĩ là chế độ nào nó chỉ xài cái đó, chứ nghĩ là 8000 nó trễ đó nó vẫn về không. Nó chỉ theo thằng BX lúc đó mình đang chỉ về. Hôm nay để nó về. Rồi, yeah. Điểm BX thì Quy giờ không à. Nè đó, hiện tại đó. Thì đó, em muốn hỏi là đây Quy 8000 nè, thì mình chuyển BX đi. Thì lúc đó nó không quan tâm thằng Quy nữa, nó nhìn thằng BX thôi. Thì đây em hỏi là chắc chắc vậy, không phải không chứ. Còn cái tin biết mà. Cái này nó xài cả thôi chứ. Bật ra cái môi, em biết là. Em đóng cái gì.